nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và thị trường lao động. Thời gian qua, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều phiên giao dịch của sàn giao dịch việc làm, qua đó giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về vai trò, chức năng, những lợi ích khi tham gia sàn giao dịch việc làm. Sàn giao dịch giúp người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị địa phương có nhu cầu được thuận lợi hơn trong hoạt động giao dịch việc làm. Qua đó có thể dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, xu hướng việc làm hàng tháng. Thông qua cái cuộc phê cái công việc làm này thì em cũng muốn lên đây tìm hiểu thị trường lao động hiện tại ra sao để em sau khi ra trường thì em có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Em được tham quan rất nhiều công ty và em đã tìm hiểu được một số công ty nó phù hợp với chuyên ngành và lĩnh vực em đang học tại trường, và em thấy là tại đây thì cơ hội việc làm rất là lớn. Tại các phiên, người lao động được tư vấn để định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, công việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân, cũng như nắm rõ hơn thông tin của thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn, chính sách về bảo hiểm, đồng thời được tư vấn về kỹ năng thi tuyển, phỏng vấn để sẵn sàng tham gia quá trình tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cái nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 hiện nay đang tương đối cao. Hiện tại cái sự đảm bảo cho cái nguồn nhân lực có chất lượng cao ấy thì đang bị thiếu. Chúng tôi cũng muốn thành lập những cái hỗ trợ việc làm như này để các doanh nghiệp người ta có nhiều cơ hội hơn để tuyển dụng, và các cái người lao động người ta cũng có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn việc làm phù hợp. Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức khoảng 37 phiên giao dịch việc làm, đã có trên 30.000 người tham gia, trong đó có hàng nghìn lao động được tuyển dụng trực tiếp với sự tham gia tuyển dụng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.